Đây là những chiếc thẻ từ dây RFID 125 kHz tích hợp dùng trong hệ thống kiểm soát ra vào gửi xe chấm công. Cái thẻ này á thì được làm từ nhựa PVC với chiều dày là 2 mm nha, rất là chắc chắn và có kích thước là 85 x 54 x 2 mm. Và cái thẻ này thì có tần số là 125 kHz, sử dụng IC chính đó là TK4100 với thời gian phản hồi nhanh và khoảng cách đọc lớn từ 1 cho đến 10 cm phụ thuộc vào bộ thu của bạn. Và dữ liệu trong thẻ này thì có thể lưu trữ lên đến 10 năm. Nhưng có một cái lưu ý đó là cái thẻ này dùng để đọc chứ không ghi đề lên nó nha. Và trước khi mua thì các bạn cần phải xem xét xem là cái bộ thu của nhà các bạn có hỗ trợ tần số 125 kHz và IC TK4100 hay không nha. Và bây giờ mình sẽ thử đọc những cái thẻ này nha.